Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Phát Phi Style. 6 năm là quãng thời gian quá lâu để Arsenal tận hưởng lại âm thanh quen thuộc của bàn thánh ca UEFA Champions League. Để rồi sau biết bao nhiêu niềm đau và sự tủi hổ, pháo thủ thành London dưới sự chỉ huy của Mikel Arteta đã đạt được trận mộng. 21/9 tới đây, Emirates sẽ chào đón sự trở lại của bầu không khí cuồng nhiệt và tuyệt vời của đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ. Đối thủ của họ sẽ là PSV Eindhoven. Rõ ràng chiến thắng là nhiệm vụ tối cao của nhà đương kim Á quân Premier League. 3 điểm trước chủ nhân của danh hiệu C1 1987-1988 sẽ như món quà tri ân không thể ngọt ngào hơn dành tặng đến các Gunners. Những người ấy đã chờ đợi mòn mỏi nhiều năm chỉ được chứng kiến đội bóng con cưng của mình xuất hiện tại UEFA Champions League. Lần gần nhất trên sân Emirates được nếm trải bầu khí trên đó là ở mùa giải 2016-2017 dưới chiêu đại của cựu huấn luyện viên Arsène Wenger, khi Arsenal nhận thất bại đáng xấu hổ và đáng quên trước Bayern Munich 1-5 ở vòng 16 đội trước khi thua chung cuộc 2-10. Rạng sáng thứ năm tới, một học trò của giáo sư người Pháp Mikel Arteta sẽ tiếp bước ông thầy với nhiệm vụ tìm kiếm chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Arsenal giờ đây đã trở thành một thế lực đáng gờm với sự đầu tư rất căng cơ về mặt tiền bạc lẫn bộ sậu. Lẽ dĩ nhiên, sự kỳ vọng dành cho chiến dịch cú tay vòi năm nay của pháo thủ là rất lớn. Khởi đầu ông bảng với chướng ngại vật PSV, Arsenal có quyền tự tin sẽ giành trái ngọt ngay trên sân nhà. Một bảng đấu không quá khó nhằn bên cạnh PSV là Lens và Sevilla. Nhưng Mikel Arteta hiểu rõ, chiến thắng mọi trận đấu để giành lấy lợi thế ở vòng knockout là mục tiêu quan trọng nhất. Và PSV chính là bài toán khởi đầu cho chặng đường đầy tham vọng ấy. Nhưng để tìm ra đáp án cho bài toán ấy, chắc chắn không phải là chuyện như kiểu lấy đồ trong túi đối với Mikel Arteta và cao trò. Muốn chiến thắng PSV, Arsenal sẽ phải chu toàn mọi mặt, từ lực lượng, tinh thần cho đến đấu pháp chiến thuật. Về mặt phong độ, sự chuẩn bị của pháo thủ cho trận đấu với PSV là tương đối ấn tượng. Chiến thắng nhọc nhằn trước chủ nhà Everton đêm chủ nhật vừa qua giúp cho pháo thủ duy trì màn trận bất bại kể từ đầu mùa với 4 chiến thắng, 1 trận hòa để tiếp tục đua tranh ngôi vô địch với Manchester City. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ có đôi chút lo lắng đó là khả năng giữ sạch lưới trên sân nhà của thầy trò huấn luyện viên Arteta là khá tệ. Đồng thời, những chiến thắng của đội bóng thành London đang chật vật hơn dự kiến. Bên phần sân đối diện, do thất bại trước Rangers ở vòng playoff mùa trước, PSV đã phải xuống vòng bảng Europa League thi đấu và sau đó thì họ bị chính Arsenal đánh bại 1-0 tại Emirates trước khi có được chiến thắng 2-0 trên sân nhà Philips một tuần sau. Một năm sau thì đoàn quân của huấn luyện viên Peter Bosz đã đòi lại chính món nợ đến từ Rangers ở vòng playoff Champions League và giành vé vào vòng bảng. Một lần nữa cái duyên lại đưa PSV giáp mặt Arsenal tại vòng bảng ở mùa giải năm nay. Dù vậy tính chất của màn đối đầu sắp tới tại London sẽ rất khác khi mà Arsenal lúc này đã vươn tầm hơn so với chính họ ở mùa giải trước, trong khi sự toan tính và yếu tố cạnh tranh của một trận cầu đẳng cấp C1 sẽ cao hơn nhiều so với một trận đấu ở đấu trường C2. Hành trang mà PSV mang tới thành London đó là chuỗi phong độ vô cùng ấn tượng với mạch 24 trận bất bại trên một đấu trường kéo dài từ mùa giải trước. Nếu chỉ tính từ đầu mùa giải này, PSV thắng 8, hòa 1 sau 9 trận đấu, trong đó toàn thắng tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, giành chức vô địch siêu cúp Hà Lan. Đây rõ ràng là những thử thách không hề đơn giản dành cho Arsenal. Chưa kể nếu nhìn lại lịch sử đối đầu trực tiếp giữa hai đội trong năm lần gần nhất, pháo thủ thành London chỉ thắng 1, hòa 1 và để thua tới 2 lần. Thưa quý vị, về mặt lực lượng, Arsenal vẫn sẽ vắng mặt Thomas Partey, Timber, Elneny do chấn thương. Gabriel Martinelli cũng sẽ vắng mặt do vấn đề gân khuèo mới gặp phải cuối tuần trước. Sự thiếu vắng của ngôi sao người Brazil sẽ là thách thức rất lớn đối với pháo thủ khi mà sức mạnh tấn công vốn là sở trường của họ đang bị suy giảm đáng kể. Ngoài ra thì Ramsdale và Gabriel Jesus có thể lần lượt thay vào vị trí của David Raya cũng như là Nketiah. Dù vậy thì Arsenal cũng đã được trấn an phần nào đối với vấn đề lực lượng khi PSV cũng đang gặp những trục trặc ở khâu bố trí đội hình. Tổn thất nặng nề nhất đối với đại diện của xứ sở hoa tulip đó là tiền đạo chủ lực Loalang đang gặp vấn đề về thể lực. Nếu như trong trường hợp Loalang vắng mặt, huấn luyện viên Bosz đã có dặn sự thay thế đó là Hiving Lorazo. Ngoài ra thì một vài những cái tên khác như Obispo, Frederick hay Junior Mauro sẽ chắc chắn vắng mặt. Về đội hình ra sân thì huấn luyện viên Arteta nhiều khả năng sẽ để Arsenal chơi theo sơ đồ là 4-3-3, giàu sức tấn công. Ramsdale vẫn sẽ là người chấn giữ khung thành. Phía trên là bộ tứ vệ Ben White, Saliba, Gabriel và Zinchenko. Tuyến giữa của pháo thủ sẽ được cấu thành từ bộ khung Odegaard, Declan Rice, Fabio Vieira. Trong khi tam tấu trên hàng tấn công, nhiều khả năng sẽ là những cái tên đang có phong độ cao, Bukayo Saka, Gabriel Jesus và Trossard. Bên kia trên tuyến thì PSV rất có thể sẽ vẫn chơi với sơ đồ là 4-5-1. Áng ngữ trước khung thành đó là Benitez. Phía trên là bức tường phòng ngự bao gồm TZ, Romano, Bella và Kochap. Cùng với đó, Sergi Rodes sẽ sử dụng tuyệt vời cho PSV ở hàng thủ năm nay. Hàng tiền vệ 5 người sẽ là những cái tên bao gồm Chanten, Vermeer, Bakayoko, Saibari và cựu sao của Napoli, Lozano. Đá cao nhất sẽ là trung phong Luke de Jong. Với lợi thế sân nhà cùng vị thế và tiềm lực được đánh giá cao hơn, dễ hiểu nếu như Arsenal sẽ chưa tấn công ngay từ đầu cùng đối đá pressing tầm cao mang thương hiệu của Mikel Arteta. 3 điểm chính là mục tiêu tối thượng của Arsenal ở thời điểm hiện tại, tạo tiền đề cho họ hướng đến ngôi vị đầu bảng, dọn đường cho vòng knockout với đầy rẫy những thử thách. Đồng thời, những phương án thay thế đã chứng minh được thực lực ở những vòng đấu đã qua,
Tôi thấy huấn luyện viên Mikel Arteta phần nào đã giải quyết được một vấn đề rất lớn mà lẽ ra ông phải hoàn thành từ mùa giải trước. Đó là cố gắng sắp xếp và cân bằng một đội hình đang phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc khi trở lại đấu trường Champions League. Chính sự cân bằng này là động lực để Arsenal tự tin đối đầu với PSV Eindhoven. Bên cạnh việc nhận được sự cổ vũ và hỗ trợ nồng nhiệt từ khán giả nhà, tinh thần chiến đấu chắc chắn sẽ được các cầu thủ Arsenal thổi bùng ở màn chán được dự báo là vô cùng khó khăn sắp tới. Bởi lẽ, họ đều ý thức được đây là lần đầu tiên khoác lên mình mặc áo đỏ miền Bắc London để chinh chiến ở sân chơi UEFA Champions League. Quyết tâm về mục tiêu giành 3 điểm mở màn là điều dễ hiểu. Còn đối với PSV, việc đánh giá cửa dưới và phải thi đấu trên sân khách, một cách vận hành giao tính kỷ luật và hướng đến việc phản công là hợp lý với đại diện đến từ Hà Lan vào lúc này. Lối đá của PSV tuy không ồ ạt và áp đặt như đối thủ Arsenal, nhưng nó lại tiềm ẩn nhiều yếu tố sát thương lợi hại, đủ sức kết liễu cho mọi sự hớ hênh và chủ quan. Đó cũng chính là cách mà PSV đã hạ gục chính Arsenal cho lần đối đầu gần nhất giữa hai đội cách đây khoảng gần 12 tháng. Một chiến thắng cho pháo thủ trước PSV được giới chuyên môn đặt niềm tin. Tuy vậy, sự trở lại sau 6 năm của pháo thủ tạo nên nhiều nghi ngại ở yếu tố bắt nhịp với một sân chơi danh giá. Chưa kể về mặt truyền thống, Arsenal cũng không phải là một thế lực mang tính hủy diệt và ổn định về mặt sức mạnh ở đấu trường cúp tay vòi. Có một sự thật khá thú vị là PSV thậm chí đã từng đăng quang một lần ở đấu trường C1 với thế hệ vàng của Ronald Koeman khi họ đánh bại Benfica thời điểm cách đây 35 năm. Ngược lại, ở lần gần nhất Arsenal nói về đến trận chung kết ở Stade de France 2006, pháo thủ đã gục ngã trước Barcelona của những Samuel Eto'o hay Ronaldinho. Có thể pháo thủ sẽ đánh bại những người Hà Lan vào thứ năm tới, song đó chắc chắn sẽ là một trận đấu khổ chiến. Như lời của Ben Clapton, chuyên gia phân tích dữ liệu của Betfair, ông cho biết, lịch sử đối đầu đang cho thấy PSV không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt và những gì đội khách đang thể hiện, tôi nghiêng về khả năng họ sẽ khiến cho chủ nhà Arsenal gặp khó khăn. Công bằng mà nói thì còn quá sớm để nói về mục tiêu vô địch Champions League của Arsenal tại đấu trường cúp C1 năm nay. Nhưng đầu có xuôi thì đuôi thì mới lọt. Chuyện tương lai gần của pháo thủ vẫn là hạ gục PSV, lấy lại niềm cảm hứng châu Âu đã mất, lên dây có tinh thần để chinh phục vòng bảng trước khi nghĩ đến chuyện tiến sâu hơn ở vòng knockout. Một chiến thắng ấn tượng mở màn cho pháo thủ hay sẽ là sự bất ngờ đến từ Hà Lan? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút ở cầu trường Emirates khép lại vào ngày 21 tháng 9 tới đây thưa quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại câu chuyện ngày hôm nay của Phát Freestyle. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo của kênh YouTube Phát Freestyle.